đình trung bình người ta mua 10 cái, công ty thì người ta mua 5-70. Chuối thì mình phải lựa chuối thứ nhất là chín mồi, thứ hai là sim đen. À, chuối là phải chuối miền Tây mới ngon. Chuối sim đen thì miền Tây thì hậu nó ngọt đậm, chuối miền Đông là nó cái hậu không được ngon, nó bị chua. Thứ nhất là nó rất là giòn, cái vị đó, cái bột đấy rất là ngon. Và hơn nữa là chủ quán bán cũng dễ thương, xếp hàng ai mua trước đến trước, ai mua sau đến sau, không ưu tiên. Đấy là cái điều đặc biệt mà thích là như thế. Nhà cô ở bên kia đường ấy, nhưng mà bây giờ cô chuyển ra Hà Nội rồi thì đi qua đây để lên sân bay thì vẫn phải vào đây để mua mang đi. Một cái chuối chiên thì mình nhúng qua hai lớp bột. Thứ nhất là nó áo giòn, bột dày, nó ngon. Mình pha bột nó đừng có đặc, phải lỏng lỏng, mình nhúng hai lần bột nó mới ngon được. Chứ nếu mà nhúng hai lần mà bột đặc thì cái bánh nó bị chai. Thì cái bột thì gọi là cái bí quyết, thì cái bí quyết là nó có đặc biệt. Thì cái đó mình không có chia sẻ được, nghề thì mình phải giữ lại. Tại vì cái chuối chiên này nó có bí quyết, nếu mình mướn người người ta có cái nghề người ta bỏ đi rồi, người ta đâu có ở tiếp mình chiên. Thành ra chị cũng không có mướn người mà cũng không có truyền nghề nữa. Chị tên là chị Thu, chị bán chuối chiên đây là từ năm 1997 tới nay là cũng hơn 20 năm rồi đó. Chị bán ở địa chỉ là số nhà 159/2, đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận. Chị bán chuối chiên từ 1 giờ trưa tới 7 giờ tối, trong đó có bánh cay và khoai lang chiên nữa. Chị bán chuối chiên tính ra là năm nay là 30 năm rồi, chị bán từ dưới quê huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng lên tới thành phố Hồ Chí Minh. Bán từ năm 1997 là ở thành phố Hồ Chí Minh, cộng chung ở dưới quê tỉnh Sóc Trăng luôn là được 30 năm. Nói chung là ngày xưa mình học không được hay á, nhưng mà có năng khiếu về buôn bán thì thích ra buôn bán vậy đó. Mà thích cái nghề bánh, chọn nghề chuối chiên nó cũng hơi cực, chịu nóng một chút. Thích thì làm thôi chứ không có ai hướng dẫn, chỉ dẫn mình. Ở đây bán 3 món, 3 món thì khoai lang, chuối chiên, bánh cay thì món nào cũng ngon hết. Nếu mà nói nghề chuối chiên á, cái cực nhất là không phải là cực gì mà điều nó nóng, ai mà chịu lửa nóng lắm mới chịu nổi, nó nóng lắm. Ở trong nhà chảo bánh cay, ở ngoài chảo chuối chiên, nó thành ra nó nóng, cái nhiệt độ vô nhà nóng lắm, ai mà ở máy lạnh ở đây ở không nổi đâu. Một trái chuối chiên là 10.000, một phần bánh cay chiên cũng 10.000. Khách gia đình trung bình người ta mua 10 cái, công ty thì người ta mua 5-70. Đánh giá thứ nhất là bánh chiên chuối là ít có rút dầu, thứ hai là chuối mùi, thứ ba là bột ngon. Nếu mà trời mát thì nhiều khi khoảng chừng 2 giờ tới 5 giờ là khách đông liên tục.